Hơn 7 giờ ngày 24 tháng 10, ông C, 77 tuổi, đi bộ đến ngân hàng thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện nhà mình trên đường Đặng Thúc Vịnh để rút tiền. Sau khi rút tiền xong, ông C quay trở về nhà. Trong lúc đi bộ qua đường thì bị xe máy biển số 59Y3-73940 tông tử vong tại chỗ. Người chạy xe máy là một nam thanh niên 18 tuổi cũng bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Từ camera an ninh nhà dân cho thấy, thời điểm trên, ông C bước ra từ ngân hàng, đi bộ qua đường đến gần giải phân cách giữa hai chiều thì bị xe máy chạy trên đường Đặng Thúc Vịnh hướng từ đường Lê Văn Khương về đường Tô Ký tông trúng. Sau cú tông, cả hai nạn nhân cùng xe máy trượt văng xa trên đường. Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã đến giải quyết hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.